Xin chào cả nhà, lại là Minh Trí đây. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh giờ review bất động sản của Minh Trí nha. Tuyến cao tốc Cam Lâm đến Vĩnh Hảo là một dự án quan trọng trong hạ tầng giao thông của Việt Nam, nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới đường bộ nối các địa bàn kinh tế và du lịch của miền Trung. Dự kiến, tuyến cao tốc này sẽ được hoàn thiện và thông xe vào dịp ngày 30 tháng 4 năm 2024, mở ra những cơ hội mới cho việc phát triển kinh tế và du lịch trong khu vực. Tuyến đường dài 78,5 km, trong đó đoạn đi qua Khánh Hòa dài 4,5 km, đoạn đi qua Ninh Thuận dài 63 km và đoạn đi qua Bình Thuận dài 11 km. Điểm đầu tại nút giao Cam Lâm liên kết với quốc lộ 27B tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, nối tiếp với đường cao tốc Nha Trang đến Cam Lâm và điểm cuối tại nút giao Vĩnh Hảo kết nối với quốc lộ 1 tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận, kết nối với đường cao tốc Vĩnh Hảo đến Phan Thiết. Tuyến cao tốc có bề rộng nền đường 17m, thiết kế 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 đến 5 km chia một điểm, vận tốc 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ mở rộng nền đường lên 32,35 m, quy mô 6 làn xe. Trên tuyến có hầm núi vung dài 2,2 km, quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 3 làn xe mỗi hầm, bề rộng 14 m tại ranh giới hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong giai đoạn đầu sẽ khai thác một hầm được thiết kế 2 làn xe, 2 chiều. Hầm còn lại được sử dụng làm hầm cứu nạn. Ngoài hầm nối vung, trên tuyến cao tốc Cam Lâm đến Vĩnh Hảo còn có 26 cầu trên tuyến chính. 9 cầu vượt trực thông với tổng chiều dài 2.255 m, 45 hầm chui dân sinh, 257 cống ngang và 2 nút giao liên thông. Tuyến đường có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng theo hình thức PPP hợp đồng BAT, do liên danh công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả đến công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả đến công ty cổ phần tổng công ty đầu tư xây dựng 194. Liên danh này đã thành lập công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm đến Vĩnh Hảo để quản lý và thực hiện dự án. Tuyến cao tốc Cam Lâm đến Vĩnh Hảo được thiết kế để nối liền các điểm trọng yếu trong khu vực, giảm thời gian di chuyển và tăng cường an toàn giao thông. Với tiêu chuẩn cao và đường băng rộng rãi, tuyến cao tốc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân và hàng hóa. Khi hoàn thiện và thông xe, tuyến cao tốc Cam Lâm đến Vĩnh Hảo sẽ mang lại nhiều lợi ích như giảm thiểu thời gian di chuyển. Nhờ vào tốc độ cao và đường băng rộng rãi, thời gian di chuyển giữa các địa điểm trên tuyến sẽ được rút ngắn đáng kể. Tăng cường an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng mới sẽ giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là trong mùa cao điểm và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kích thích phát triển kinh tế và du lịch. Việc kết nối các khu vực kinh tế và du lịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển kinh tế trong khu vực, cải thiện chất lượng cuộc sống. Việc giảm ùn tắc giao thông và tăng cường tiện ích giao thông sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Sau khi thông xe tuyến cao tốc là Cam Lâm Vĩnh Hảo, thì tuyến cao tốc Bắc Nam sẽ hoàn thiện một dải từ Nha Trang đi vào thành phố Hồ Chí Minh luôn, thì rút ngắn cái quãng đường di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang và ngược lại, chỉ sau đó khoảng còn 5 đến 6 giờ chạy ô tô thôi, thì sẽ góp phần thúc đẩy cái địa phương trên dọc tuyến cao tốc đã phát triển về mặt kinh tế và mặt du lịch địa phương, cũng như tiềm năng phát triển kinh tế trong tương lai khu vực này sẽ được tăng cao rất là mạnh. Thì khu vực bất động sản tại Nha Trang, Cam Lâm những tháng đầu năm 2024 thì ghi nhận được rất là nhiều cái tín hiệu tốt từ quy hoạch, phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch cái thành phố Cam Lâm tại tỉnh Khánh Hòa. Thì từ đây thì thu hút rất là nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước ở khu vực nhiều nơi thì đổ về đây đầu tư, thì làm giá bất động sản ở khu vực này đã gọi là tăng cục bộ trong một thời gian ngắn. Hiện tại giá ở khu vực Nha Trang, Cam Lâm nó vẫn tăng phi mã theo thời gian từng ngày luôn. Những địa phương lân cận như là Bình Định hoặc là Phan Thiết hoặc là Ninh Thuận cũng có những cái điểm mà cái bất động sản nó cũng tăng nóng cục bộ, có thể đến như là khu Nhân Hội, New City, Quy Nhơn, Bình Định đó, và một số cái khu vực đất nền tại Phan Rang, Phan Thiết thì họ cũng tăng rất là mạnh theo ghi nhận của Minh Trí. Thì em cũng có quan sát thị trường của anh em nhiều nơi và ở đây là cái đánh giá khách quan của em thôi. Nhà đầu tư cá mặt họ đã bắt đầu đi quay lại đi sang và tìm kiếm những cơ hội cuối cùng cho cái đợt đáy của bất động sản năm 2024. Thì quý chị mà đang có nhu cầu muốn tìm một sản phẩm bất động sản đầu tư tại khu vực miền Trung để tìm bằng tăng giá đến tương lai thì hãy liên hệ trực tiếp Trí online là 0979798664. Em Trí sẽ hỗ trợ tìm cái sản phẩm phù hợp nhất với mức tài chính và cái biên độ lợi nhuận kỳ vọng mong đợi của khách hàng trong tương lai. Em là Minh Trí, thì bất động sản của Trí nhé. Cảm ơn, bye bye. Mua nhà của Trí nhé. Cảm ơn.